Cô chào các bạn. Mỹ thuật lớp 4. Giáo viên thực hiện mô hình thị kim cương. Sẽ học bài vẽ cây. Cô mời các bạn chúng ta sẽ quan sát một bài rất là thú vị. Mà các bạn quan sát nhận xét. Cái gì đây các bạn? Cây mít. Cây dừa. Cây đàn lan. Một bụi tre rất là xanh, một cây dù màu đỏ khổng lồ, cây hoa phượng ha, rực rỡ trong mùa hè, thật là đẹp các bạn. Hoa sen, đây cô mời các bạn chúng ta quan sát thật kỹ. Nãy giờ chúng ta xem rồi, bây giờ các bạn sẽ quan sát nha từng bộ phận của một cái cây. Phần thân, cành, lá và một bộ phận nữa ở phía dưới mặt đất, đó là rễ. Chúng ta không có vẽ thấy, nhưng mà cho nên chúng ta khi vẽ cây thì vẽ cái mặt đất ra, sau đó vẽ các cái bộ phận khác, thân, cành, lá là phải có. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ quan sát. Đây cô Kim Phương có 4 cái cây, nhưng chúng ta quan sát các phần tán lá nha, nó có những cái khác nhau. Tán lá của cây này nó có dạng hình chữ nhật nằm ngang. Cây thứ hai nó có dạng hình tam giác cân các bạn. Đây là hình tứ giác. Rồi cây dừa này cũng có dạng hình chữ nhật nằm ngang. Như vậy mỗi một cây có một cái tán lá hình dáng khác nhau. Các bạn lưu ý khi chúng ta quan sát một phần thân tán lá thì chúng ta muốn vẽ giống cái cây đó thì chúng ta phải nhìn để quan sát là quan trọng. Rồi khi chúng ta vẽ giống cái nét cơ bản thì bất kỳ cây nào chúng ta cũng vẽ được. Rồi cô mời các bạn quan sát ba hình sau. Đây là tranh vẽ đó các bạn, để diễn tả xuất sắc, rất là đẹp, nó như thật. Như vậy, khi chúng ta luyện tập nhiều, chúng ta vẽ nhiều, thì chúng ta sẽ làm được thôi. Thì các họa sĩ, trẻ tuổi hay nhiều tuổi, đều do rèn luyện mà ra, cộng với năng khiếu và sự bền bỉ sáng tạo, kiên trì nhẫn nại trong lúc chúng ta vẽ. Vậy thì bây giờ cô đặt câu hỏi với các bạn, trồng cây có lợi ích gì? Các bạn suy nghĩ 30 giây cho cô. Đây, đã hết giờ. Như vậy, cô mời các bạn. Cái gì đây? Cây múa. Cho chúng ta hạt gạo. Cây bắp. Cho chúng ta hạt bắp. Trái bắp. Như vậy, lúa, gạo, bắp đây là cây lương thực, đúng không? Trồng cây để có được lương thực, để có được thức ăn cho con người, đúng không nào? Rồi, cho chúng ta rau củ quả rất đẹp, và trong mỗi bữa ăn chúng ta đều có chất xơ. Cho chúng ta bonsai, chân đẹp ngày Tết, trái cây tươi ngon ngọt, bổ dưỡng cho sức khỏe. Trồng cây cho gì đấy các bạn? Bóng mát, vui chơi ở sân trường. Cho chúng ta lấy gỗ để xây những căn nhà, hoặc là đóng bàn ghế cho các bạn, hoặc là nơi ở cho những con vật, những con sóc hay con khỉ có sống ở trên cây. Và đặc biệt chúng ta thấy như cây hoa sen
Nha Nam, cái xã hay là các bạn thấy một số loại cây nó có thuốc, cây dược liệu ha. Rồi chúng ta nhìn hình này chúng ta thấy là gì? Cây che chắn cái nhà ở của chúng ta, che chắn bụi, rồi nó làm cho khung cảnh đẹp, bóng mát, công viên đẹp. Con người đốt cây, đốt rừng để có đất sinh sống. Rồi cứ như thế, hậu quả là những con vật, những con thú này nó không còn chỗ ở nữa. Rồi việc đốt rừng, cháy rừng nó càng diễn ra nhiều hơn. Thì hậu quả là gì đây? Rừng đầu nguồn không còn, mưa lũ, rồi các bạn sẽ đến phần cách vẽ. Đi việc gì chúng ta muốn vẽ cây, chúng ta trồng cây, trồng cây trong suy nghĩ của các bạn và những cái bức tranh. Nếu cho các bạn một tờ giấy, các bạn tự nghĩ là đất, các bạn sẽ vẽ mặt đất xong các bạn trồng cây lên. Chúng ta làm như thế nào? Chúng ta cùng quan sát. Chúng ta sẽ có khung tranh, thân cây, tán lá, thân cây, tán lá, mặt đất, hoa cỏ, bầu trời. Vẽ màu. Màu nền, mặt đất. Và chúng ta có thể vẽ khác đi, vẽ đậm hơn, để bức tranh chúng ta trở nên đặc biệt. Như vậy thì để vẽ một bức tranh vẽ cây thì nó không khó. Nhưng chúng ta thấy khi chúng ta tìm hiểu tác dụng cuộc sống của chúng ta, cái cây đem lại rất là nhiều ý nghĩa. Cho nên việc chúng ta trồng cây, bảo vệ cây, trồng những cây non và giữ gìn những cái cây cho chúng ta bóng mát, cho chúng ta vào cuộc sống, cho chúng ta thức ăn, cho củ quả rất quan trọng. Mong các bạn hãy đem những cái tình cảm yêu thương thiên nhiên, cây cỏ. Chúng ta sẽ vẽ cho cô một bức tranh thật đẹp, đầy ý nghĩa. Mà chúng ta đã là lớp 4 rồi, các bạn lớn, các bạn suy nghĩ hãy đem những cái cảm xúc, tình cảm đó chúng ta đem vào bức tranh của mình. Thì cô vẽ cây hoặc một vườn cây mà các bạn thích. Vẽ và vỡ mỹ thuật nha, vỡ luyện tập mỹ thuật lớp 4 tập 2. Các con vẽ ở giấy trắng ở giữa vỡ hoặc vẽ giấy rời. Còn bạn nào có giấy A3 thì càng tốt, các bạn vẽ và tô màu thật đẹp cho cô. Các cái kỹ năng này các bạn biết rồi. Chỉ có cái là chúng ta có cảm xúc thì chúng ta vẽ một bức tranh về vườn cây thật là đẹp. Hoặc chỉ một cây cũng được ha, miễn sao nó đẹp. Và khi các bạn vẽ xong, các bạn chụp hình và gửi bài vào nhóm của lớp mình để cô Kim Cương có thể nhận được bài của các bạn. Bài kế tiếp các bạn chuẩn bị đó là bài trang trí hình tròn. Các bạn chuẩn bị dụng cụ, nó có thể chuẩn bị compa, bút chì, gom và giấy vẽ nha. Giờ học đã kết thúc rồi. Chúc các bạn trong ngoan, học giỏi và vẽ tranh thật đẹp nha. Chào tạm biệt các bạn.